Có thể đối với nhiều người, trồng lúa trên đảo là một điều lạ. Nhưng với những người dân ở Côn Đảo thì trồng lúa, trồng rau hay thậm chí là nuôi cá nước ngọt lại là một câu chuyện bình thường. Không chỉ được thiên nhiên dành tặng cho nguồn nước ngọt phong phú quanh năm, mùa màng tốt tươi ở Côn Đảo còn là kết quả của sự tinh khéo, biết vận dụng thiên thời để sản xuất nông nghiệp của người dân nơi đây. Ít ai nghĩ rằng cánh đồng này nằm cách đất liền hàng trăm km, chịu tác động không nhỏ của khí hậu trên đảo. Thế nhưng lúa vẫn xanh tốt và sắp sửa cho thu hoạch với năng suất ước đạt trên 15 dạ một công. Năng suất khoảng chừng 15 dạ một công. Và cả đó thôi chứ không có thể hơn cao, ít lắm phân bón đầy đủ thì còn cũng năng suất cũng khoảng cỡ đó thôi chứ còn hơn trung đỉnh thôi, trong từ 25 kg đâu không có đâu. 25 kg tới một dạ không có, dạ ít có khi lắm. Ở Côn Đảo, người ta trồng lúa chủ yếu vẫn để sử dụng trong gia đình vì giá thành sản xuất quá cao, không cạnh tranh được với lúa gạo đem ra từ đất liền. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do giá phân bón quá cao. Tuy vậy, trồng lúa ở Côn Đảo lại thuận lợi phần nào so với đất liền. Đó là ở đây không hề có sự xuất hiện của rầy nâu gây hại. Và để có thể sản xuất được 2-3 vụ lúa trong năm, người nông dân phải hoàn toàn chủ động giữ nước cho 6 tháng mùa khô. Có khó nhưng mà mình khắc phục được. Cách nào? Bằng cái cách mà mình giữ nước lại, đắp đầu bờ, em giữ nước lại nên nó hồi nước lên để mình bơm. Toàn huyện Côn Đảo hiện chỉ còn khoảng 50 hecta đất trồng lúa, một con số khá khiêm tốn. Thế nhưng vượt qua những bất lợi về thổ nhưỡng, khí hậu, cây lúa vẫn bám gốc tốt tươi trên đất Côn Đảo như chính người dân nơi đây.